Xin chào mọi người đã đến với Go Academy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 5 cách marketing app mobile. Điều đầu tiên chính là profile app chỉnh chu. Việc chú trọng về hình ảnh chất lượng và mô tả sẽ giúp người dùng nhận diện rõ hơn về ứng dụng. Điều thứ hai, tận dụng khách hàng đang có và lợi ích khi sử dụng app mobile. Hãy tận dụng khách hàng cũ bằng cách khuyến khích họ tải app mobile của bạn. Điều thứ ba, kêu gọi người dùng giới thiệu bạn bè. Trong kinh doanh, nguồn khách hàng giới thiệu là một trong những nguồn khách hàng tiềm năng nhất, bởi vì nguồn khách hàng này được giới thiệu bởi chính những người thân, bạn bè thân thiết nên chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian thuyết phục họ sử dụng sản phẩm. Nhưng đổi lại, chúng ta cần đưa ra những giá trị thiết thực cho người giới thiệu, đó chính là ưu đãi. Điều thứ tư, tận dụng trang web của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn đã có sẵn website thì chúc mừng bạn, việc marketing app mobile của bạn đã thành công hơn 80%. Điều thứ 5, giới thiệu về app mobile trong email. Đừng quên gửi link tải app mobile trong email marketing của bạn. Go App đến từ GoSELL sẽ giúp bạn sở hữu ngay ứng dụng app mobile, củng cố khách hàng và làm nên thương hiệu của bạn.